Rồi, hôm nay chúng ta sẽ qua một cái trọng tâm thứ hai, đó là cập nhật dữ liệu. À, thì khi chúng ta cập nhật dữ liệu, chúng ta có những cái thao tác như là thêm, rồi sửa mẫu tin cũ, rồi hoặc là xóa, tức là ba cái thao tác là thêm, sửa, xóa. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái thao tác thứ nhất, đó là cái thao tác là thêm, xóa. Thì ở đây chúng ta muốn thêm một cái đối tượng vào DBSet. À, thì chúng ta nhớ là DBSet tương ứng với cái gì? Tương ứng với cơ sở dữ liệu là gì các bạn? Là table. Đó là thêm, thì thêm một dòng vào table, thì ở đây là thêm một đối tượng vào DBSet. Thì cái cú pháp của chúng ta sẽ là db.contest.dbset.s và cái đối tượng chúng ta cần thêm vào. Dĩ nhiên là cái đối tượng này nó phải sao các bạn? Nó phải cùng kiểu với lại gì? DBSet. DBSet mà thực thể. Rồi, như vậy khi chúng ta thêm vào thì thực chất ra cái này nó chỉ cái đối tượng này nó chỉ có trên cái vùng nhớ ở client mà thôi. Nó chưa ghi xuống cơ sở dữ liệu. Và chúng ta muốn nó ghi xuống cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải dùng tiếp một cái dòng lệnh nữa, đó là dbcontest.self-change. À, đó là hai cú pháp của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn vô ví dụ này chút xíu ha. Trước khi mà tôi lướt qua hết cái phần này rồi tôi đi qua cái phần thì ví dụ ở đây chúng ta có là cái thao tác là remove, xin lỗi, cái thao tác là thêm chủng loại mới. Thì các bạn thấy ở đây nè, sau khi tôi khởi tạo DB Contest xong, thì cái chủng loại của tôi là tôi khởi tạo là chủng tên là chủng loại mới, bí danh là chữ mới. Như vậy thì lúc mà tôi add vào đó các bạn, thì đương nhiên là cái chủng loại ID là nó là một cái field khóa chính tự tăng. Thì cho nên là lúc đó nó sẽ tự động nó tăng. Chúng ta không quan tâm. Và chúng ta dùng hai dòng lệnh là chúng ta add vô và chúng ta sell. Sell lại là chúng ta có được một cái chủng loại mới. Tương tự, nếu chúng ta muốn remove, tức là xóa đi một cái sản phẩm, thì đầu tiên các bạn nhớ giùm tôi là các bạn phải đi tìm cho bằng được cái sản phẩm đó, tìm cho bằng được cái sản phẩm đó. Thì đương nhiên là khi chúng ta tìm thì theo cái phương thức file này chúng ta phải truyền vào đây cái gì, cái khóa chính của nó. Còn nếu các bạn không dùng phương thức này, các bạn có thể dùng phương thức gì các bạn? First or default, mà tôi đã minh họa hồi đợt trước đó. Thì cả hai phương thức nó đều trả về cái thực thể mình tìm thấy, đây là cái đối tượng mình tìm thấy. Thì đương nhiên chúng ta sẽ dùng lưu cái kiểu đó, cái kiểu dữ liệu đó. Và nếu nó không tìm thấy thì nó trả về là null. Cho nên trường hợp ở đây là mình sẽ kiểm tra là nếu nó khác null thì mình tìm thấy thì mình mới làm cái chuyện gì? Mình mới remove đi cái sản phẩm này. Và remove như vậy thì cũng ở chỉ remove trên vùng nhớ ở client mà thôi. Cho nên chúng ta phải lưu xuống cơ sở dữ liệu bằng cái cú pháp change này luôn. Nha. Đó là cái thao tác là xóa. Rồi bây giờ thao tác tiếp theo đó là thao tác sửa. Thì cái thao tác sửa đương nhiên là nó không có phương thức, mà chúng ta sẽ áp dụng cái kỹ thuật để tạo ra cái phương pháp sửa. Thì chúng ta sửa một cái sản phẩm bằng cách nào, chúng ta cũng phải đi tìm nó, thì chúng ta dùng phương thức file hoặc là first or default. Mà nếu như tìm thấy thì chúng ta chỉ cần gì? Tại vì tìm thấy thì các bạn thấy nguyên cái thực thể này nó đã có được những cái giá trị thuộc tính của nó, có những cái giá trị hiện tại, thì mình muốn đổi giá trị nào là mình thay thế cái thuộc tính của nó ở đây. Sau đó mình save lại là tự động nó sẽ thay đổi. Thì đây là thao tác sửa. Được chưa? Rồi, như vậy thì bây giờ các bạn ngó qua coi cái phần minh họa của tôi ha. Thì cái phần minh họa của tôi sẽ tổ chức như sau. Tôi có cái lưới. Grid view. Rồi tôi sẽ có ba cái field là chủng loại, tên chủng loại và bí danh. Rồi sau đó tôi sẽ tạo ba cái thao tác là ba cái nút chức năng của mình là thêm, xóa và cập nhật. Ba chức năng của chúng ta. Thì ở đây các bạn thấy đầu tiên là chức năng thêm. Thì khi mà tổ chức như vậy á, thì tôi sẽ dư sinh hai cái namespace này, các bạn nhớ giùm tôi ha. Cái namespace thứ nhất là bởi vì nó chứa cái gì các bạn? Nó chứa cái mô hình thực thể.
cái name space thứ hai là để chúng ta xài cho những cái phương thức mà nó hỗ trợ trong cái chức năng này, cái name space này. Rồi như vậy thì ở thao tác thêm là tôi cũng khởi tạo cơ sở dữ liệu ha, là DB Contact của mình. Rồi tôi nêu một cái chủng loại mới thì tôi lấy những cái giá trị trên màn hình xuống. Thì tôi nhắc lưu ý các bạn ha, là cái minh họa này tôi là cái code chính thôi. Còn khi chúng ta làm thì chúng ta phải có là try catch đàng hoàng để chúng ta bẫy lỗi này nọ vân vân nha. Còn này tôi minh họa cái phần chính ha, về cái thao tác chính thôi. Thì ở đây tôi nêu là tôi có tên nè, tôi có bí danh nè. Không? Rồi sau đó tôi add vô. Các bạn add bằng cú pháp này hoặc các bạn dùng cái cú pháp ở dưới đây vẫn được. Cú pháp đây là chẳng qua chúng ta thay đổi cái trạng thái của cái anh này nè các bạn, là chúng ta add nó vào cái DB contact của chúng ta. Đó. Sau đó chúng ta save lại. Và khi chúng ta save lại thì chắc chắn chúng ta sẽ có được cái ID. Chắc chắn. Thì trong bài này là các bạn thấy cái ID nè tôi không có cho nhập. Bởi vì cái ID làm sao mình nhập được, thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ tắt nó bằng cách là chúng ta cho enable bằng bằng false. Tại vì ID là không nhập. Nhưng mà cái lúc mà chúng ta thêm á, là chúng ta không vô được, nhưng mà khi chúng ta thêm rồi đó, chúng ta nhập ở đây có là tự động là nó sẽ lấy được cái gì? Nó ghi xuống rồi nó lấy được cái ID ở bên dưới. Thì tôi sẽ xuất ra chỗ này cho các bạn xem. Và đồng thời là tôi sẽ xuất cái danh sách ra cái lưới này để cho mọi người thấy là nó đã được thêm vào. Thì đầu tiên khi chạy cái trang web này là tôi sẽ đọc từ ở dưới cơ sở dữ liệu lên để tôi gắn kết vào cái review của mình. Nó gọi là binding. Đó. Rồi cái thao tác thứ hai của chúng ta là thao tác xóa. Thì thao tác xóa các bạn thấy là tôi nào tôi dùng first default cũng được nữa nè các bạn. Thấy không? Thì nếu chúng ta dùng first default thì chúng ta sẽ đi tìm theo khóa có chính trả về cái dòng đầu tiên. Và nếu mà nó khác luôn thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Chúng ta xóa nó đi bằng cách này hoặc là chúng ta dùng cái dòng lệnh ở dưới cũng được. Tôi để hai dòng lệnh để cho các bạn tham khảo. Là cái gì? Chúng ta delete. Chúng ta delete nó. Rồi sau đó chúng ta save lại và chúng ta cũng xuất ra cái lưới. Chúng ta xem. Và thao tác thứ ba là thao tác cập nhật. Thì thao tác cập nhật là tôi phải nhập cái ID này vô. Xin lỗi nha, nếu cập nhật vậy là cái này tôi không gỡ. Gỡ ra hồi tôi nhập cũng được. Rồi. Nếu tôi nhập cái ID này vô thì tôi sẽ đi tìm. Tương tự cái xóa cũng vậy, tôi sẽ nhập cái ID này vô và tôi sẽ đi tìm. Không? Thì khi tôi đi tìm mà nếu mà nó tìm thấy á, thì cái chỗ này mình còn thiếu nè. Đó. Nếu tôi tìm thấy thì tôi sẽ gán những cái giá trị này vào. Chúng ta còn thiếu một cái nữa là gì, là chủng loại chấm bí danh. Sẽ bằng txt bí danh chấm thuộc tính test. Chấm tức là tôi bỏ hết khoảng trắng đầu cuối luôn, chắc ăn là mình bỏ hết nha các bạn ha. Rồi thật ra cái này mà mình nói rộng thêm nữa các bạn, thì cái phần bí danh này chúng ta không có nhập, mà thông thường mình sẽ xử lý. Thì khi mà sau này một vài demo khác tôi sẽ xử lý bằng cách là gì, chúng ta nhập tiếng Việt, chúng ta bỏ hết dấu tiếng Việt và mỗi một cái từ chúng ta ngắt chèn nó bằng khoảng trắng, nó là bằng cái dấu gạch ngang, là cái bí danh. Chúng ta sẽ xử lý từ cái tên của nó. Còn bây giờ cái bài demo này tôi đi không đi trọng tâm đó nha. Rồi thế thì bây giờ chúng ta chạy thử ha. Tôi xin lỗi các bạn ha, tôi quên. Tôi sẽ sửa lại cái đường dẫn ở đây. Tại mái nhà tôi xài cái này. Cho nên nó lên này nó thấy tôi thấy chậm, tôi cũng nghi nghi. Không, thì đầu tiên vô là ở form load thì tôi xuất ra cho các bạn. Bây giờ tôi mới thêm nè. Giờ chế là cái chỗ này nè, không. Rồi chúng ta nhập thêm là cái gì?
điện lạnh, điện tử, gia dụng, kỹ thuật số, rồi điện thoại không biết. Ví dụ chúng ta nhập là chủng loại là gì, còn gì nữa ha? Và mình cứ nhập đại đi là phụ kiện. Linh tinh đi ha, ví dụ vậy đi. Rồi đó, thì thông thường á người ta tự xử lý cái anh này, là cái bí danh của nó là sẽ là như vậy nè đó, tức là nó cắt hết dấu tiếng Việt các bạn à, mà nó tự nó thêm như vậy. Rồi bây giờ chúng ta thêm vô nè, à, tự nó thêm vô phải không? Rồi tương tự là chúng ta sao các bạn, chúng ta sẽ sửa. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi sửa cái số số 3 nha, tôi nhập cái số 3 tôi sửa ha. Đó thì ở đây khi tôi sửa ha, thì tôi sẽ sửa lại là điện chữ điện điện tử x y z gì đó. Chỗ này sẽ là điện điện tử là x y z. Rồi bây giờ tôi cập nhật nè ha, thì nó đem nó đi tìm con số 3 này. Không, nó sẽ cập nhật vô. Bây giờ chúng ta xóa nè ha. Ví dụ chúng ta xóa là cái số 7 đi. Nhập số 7 vô. Xóa. Mất. Thì các bạn thấy rằng cái thao tác của Entity Framework khi nó cập nhật hoặc là nó thêm xóa sửa xuống cơ sở dữ liệu thì các bạn thấy sao các bạn? Đơn giản, đúng không các bạn? Nó không có khó. Hay là vì nó hỗ trợ hết cho mình rồi, mình chỉ có cần là mình nắm được cái đường đi nước bước những cái đoạn code như vậy. Thì khi các bạn làm bài á, ví dụ như cái bài sửa và cái bài xóa, các bạn lưu ý là các bạn phải còn một cái phần nữa là cái phần gì, kiểm kiểm tra tại chủng loại thì nó có loại không, phải kiểm tra nha các bạn nha. Trước khi mà chúng ta làm cái chuyện này nè, chúng ta phải có cái công đoạn là chúng ta đi kiểm tra, là kiểm tra bên đâu, bên nhiều của nó, tức là loại. Thì chúng ta kiểm tra bằng cách nào, là chúng ta kiểm tra bằng cách là chúng ta đếm số phần tử ha. Thì sẵn đây tôi mở rộng cái bài toán này luôn cho các bạn, ngoài cái core chính của mình ra, cái thao tác xóa thì bây giờ chúng ta kiểm tra. Thì ở đây các bạn sẽ dùng một cái sau khi các bạn lấy ra được cái này rồi nè, đó là mình kiểm bên đây có chưa, và bắt đầu là mình mới vô đây đi mình kiểm về nó hay hơn nè các bạn, tại mình sẽ vận dụng cái này luôn đó, kiểm tra bên loại. Thì thật ra đó, nếu mà mình làm cho khéo á, nếu mà mình đi vô cái cơ chế này, nó là cái cơ chế, cái chiến lược này là chiến lược là eager loading, thì lúc này á, là chúng ta phải include nó. Chỗ này các bạn include nó, include loại nào. Giờ chúng ta coi lại ha, coi lại cơ sở dữ liệu của mình chút xíu. Đây nè ha, chủng loại thì có nhiều nhiều loại đúng không, như vậy thì cái quan hệ của nó là quan hệ nhiều nè, nhớ ha. Chỗ này là tùy thuộc tính gì các bạn, navigation property, được chưa? Như vậy khi mà mình kéo nó vô á, và ngay chỗ này chúng ta khai báo là lazy loading chấm đó, tại tại khi tôi làm á, tôi minh họa tôi ít sửa cái này, chứ thật ra là cái ứng dụng chúng ta nên là để cái này nha, để cho mà nó sao có nó tăng cái hiệu suất lên. Rồi sau đó là gì, bây giờ khi chúng ta kiểm tra bên loại thì bây giờ anh này nó chèn vô được rồi, thì chỗ này nè tôi sẽ khai báo một cái biến đếm. Biến đếm của tôi bây giờ sẽ bằng là chủng loại chấm loại chấm count không chưa. Như vậy thì nếu mà đếm mà bằng không á, thì mình mới được quyền hủy, phải không các bạn? Cho nên là nếu như mà đếm á, bằng không á, thì mình mới làm những cái chuyện như vậy. Còn ngược lại thì mình sẽ làm chuyện gì, mình sẽ thông báo phải không? Thì khi mình thông báo á, thì mình đưa ra ngoài đây một cái label. Cái label rồi mình xịt này. Đó. Thì thường thường bị lỗi thì mình cho nó là màu đỏ ha.
Rồi, như vậy nếu mà nó bị lỗi thì chỗ này chúng ta sẽ là lb chấm test ha. Đó, bây giờ mình mới thông báo là gì? Là đã có loại liên quan đến chủng loại này. Không. À, không hủy được. Đó. Rồi. À, mình thông báo cho người ta biết. Rồi, bây giờ mình chạy thử ha. À, ví dụ bây giờ chắc chắn là đồ công nghệ thông tin là không hủy được nè. Thấy không? Giờ tôi xóa ha. Thấy không? Đương nhiên nếu mình hủy số 9 này được không? Được, tại số 9 này mình mới thêm mình nãy vô. À, nếu mình hủy được mình thông báo đi lần hủy thành công đi, ví dụ vậy. À, để cho nó đây, nếu mà mình chỗ này nè, sau khi mình hủy được rồi nè thì mình thông báo cho người ta biết luôn. À, đang là bên là chấm test bằng đó, hủy thành công ví dụ vậy. Nào, ví dụ tôi hủy số 9 không, hủy thành công. À, còn hủy số 1 không các bạn ha. Đó thì mình mở rộng cái bài toán ra để chi, để khi mà sau này các bạn đi lên tới module trên nữa thì các bạn biết rằng là gì, cái này mình đang học cái core, tức là cái lỗi chính, cái cốt lõi chính của những cái thao tác thôi, nhưng mà khi mình viết ứng dụng mình phải viết cho nó đầy đủ, kiểm tra ràng buộc đàng hoàng nha. Rồi chúng ta sẽ ngừng cái thao tác này lại đây.